Các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách giành chiến thắng. Huấn luyện viên Philippe Chusier chia sẻ trước ngày cùng đội tuyển Việt Nam lên đường đấu Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, với trận lượt đi diễn ra lúc 20:30 hôm nay, 21 tháng 3. Câu nói trên đã tóm gọn triết lý của ông Chusier, đó là không chỉ thắng, mà còn thắng như thế nào. Trong một năm huấn luyện đội tuyển Việt Nam và U23 với cùng một khuôn khổ, ông thầy người Pháp luôn chỉnh nắn tư duy chơi bóng của cầu thủ. Mục tiêu là bên cạnh chiến thắng, các đội bóng của huấn luyện viên Chusier còn phải thắng một cách chủ động, thắng bằng cách chơi được chuẩn bị sẵn. Ông thẳng thừng chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam trước đây chỉ thắng bằng những tình huống may mắn hoặc ngẫu nhiên. Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận ra giới hạn của đội tuyển Việt Nam khi thua tới 8 trận ở vòng loại 3 World Cup 2022, vậy nên họ mang tôi về đây, huấn luyện viên Chusier nhấn mạnh. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp cũng thừa nhận việc cân bằng giữa kết quả và cách chơi không hề dễ. Để đá theo triết lý kiểm soát, đội tuyển Việt Nam đã trả giá bằng 8 trận thua trong 9 trận gần nhất. Dù nói học trò kém may và thắng chưa hẳn đã hay, thua chưa hẳn đã dở, nhưng hãy thành thật, giới chuyên môn, người hâm mộ, cầu thủ, và có lẽ chính huấn luyện viên Chusier lúc này cần kết quả hơn là lối chơi. Lối chơi hay chưa chắc mang lại kết quả tốt, nhưng cứ phải có kết quả tốt để có niềm tin xây dựng lối chơi hay. Đây là mối quan hệ hai chiều, điều đó tương phản với thực tế rằng lâu nay, có cảm giác huấn luyện viên Chusier xây dựng lối đá nặng tính lý thuyết hơn là thực sự đá để thắng. Thất bại gần nhất trước Indonesia là minh chứng. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 57%, thực hiện 484 đường chuyền, gấp rưỡi đối thủ, nhưng cầu thủ được chấm điểm cao nhất là thủ môn Nguyễn Philip, chuyền bóng nhiều, song học trò của huấn luyện viên Chusier không có một định hướng chơi nhất định nào. Công bằng mà nói, kể cả đội tuyển Việt Nam có thua Indonesia trên sân Gelora Bung Karno tối nay, đó cũng chưa phải thảm họa. Các cầu thủ còn tới 3 trận sửa sai, trong đó có 2 trận sân nhà. Tuy nhiên, một thất bại nữa có thể kéo theo đổ vỡ niềm tin. Lời nói của huấn luyện viên Chusier khó có trọng lượng nếu học trò của ông đã học triết lý mới trong suốt một năm mà vẫn chẳng thể thắng. Bóng đá sau cùng vẫn là câu chuyện thắng thua. Đội tuyển Việt Nam nên trở về mục tiêu gần gũi hơn, đá làm sao để đạt kết quả tốt. Khoảng cách 2 điểm với Indonesia sẽ giúp thầy trò ông Chusier làm chủ cuộc chơi. Trong khi Indonesia buộc phải ghi bàn và thắng trận, thậm chí huấn luyện viên Shin Tae-yong của đối thủ nói rằng phải ghi càng nhiều bàn càng tốt, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa. Rời sân Gelora Bung Karno với ít nhất một điểm là nhiệm vụ tối thượng của đội tuyển Việt Nam. Dù phải gạt bỏ cái tôi, tiếp nhận trở lại di sản của người tiền nhiệm, có lẽ huấn luyện viên Chusier cũng phải làm. Vì đại cục, cũng để giải tỏa áp lực mà ông đang mang trên mình vào đúng ngày sinh nhật tuổi 69. Định đoạt trận đấu này có thể sẽ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên, thậm chí đơn giản và nhỏ bé khi đặt cạnh những triết lý chiến thuật cao siêu. Nhưng bóng đá là vậy, là câu chuyện của hàng triệu biến số có thể xảy ra trên sân. Hy vọng bài học ở Asian Cup 2023 sẽ giúp ông Chusier có trận đấu hợp lý và đáng xem hơn.